con nick đi coi phim này. Chạy nhọng nhọng luôn. Kêu canh chó khác cho người ta mà. Bắt đầu đó. Nick ơi, chui vô đó chị ạ. Khủng hết sức. Nó kêu mày canh chó cho tao mà mày trốn. Ghét. Rồi ra tới ruộng này cả nhà ơi. Kêu nó đi trước để cho mình coi phim mà nó cứ lần lần sau đít mình. Dừng lại ngắm hoa tí. Đây này, nó đang ở sau đít mình đây này. Đích đích. Ôi cá cỗi quá trời luôn này ơi. Đây cá cỗi đấy. Chắc là nắm cá lắm đây này. Mình không biết ruộng nhà mình chỗ nào luôn. Bây giờ đi theo mẹ mình ra ruộng để coi xạ lúa nha. Đi đi đi. Đây có hoa hoa đồng tiền này cả nhà. Đấy chưa? Đây cái đường ra đồng mà giống như là đường to lắm cả nhà. Bắt đầu mẹ mình đang chuẩn bị đi xạ lúa. Đây đồng nhà mình đây. Đây ghé thăm vườn rau của bà giàu nhất xóm. Rau này. Nhân này chơi này. Rau chạy dài ra tới kia luôn. Buổi tối ở đây mà đi đập nhái chắc có đầy nhỉ. Đây. Bà chủ vườn rau phóng to lên. Đấy. Hôm nay là người ta rút hết nước ra, sau đó là bà con mình sẽ đi xạ kìa. Các cái cây như thế kìa. Các cái cây như thế này này. Xạ. Xa lắm rồi, mình chạy xa mình dòm nó nhìn nó mờ mờ. Theo mẹ mình đi xạ lúa. Đấy ống á. Ống nặng như thế hay bỏ vào xe rùa kéo không mẹ? Đi, vậy thì về con mẹ đỡ nó. Chứ nặng lắm. Này. Qua Tết rồi bây giờ bà con ra việc, ra đồng làm việc. Đồng ruộng mênh mông cả nhà ơi. Mình thủy lợi nó phát triển dữ lắm cả nhà. Những cái bờ này là người ta xây cho mương nó nhỏ lại, giống như thiết kế nhỏ lại ấy. Khi mà cần nước lên, nước thấp thì người ta sẽ chủ động rút nước hoặc là người ta bơm nước vào. Thế này này cả nhà. Hôm qua là nước lênh láng luôn, đầy mặt luôn, nhưng mà bây giờ họ rút xuống để cho người ta xả này cả nhà. Tí nữa mình sẽ trực tiếp quay cái cảnh xả lúa cho cả nhà cùng xem nha. Xả như thế này này. Sao nhà này mình thấy thưa quá ta. Ra đồng ai ngó mình hết trơn trời. Kỳ quá ta. Cả nhà mình coi cái dụng cụ dùng để xạ lúa này cả nhà. Nguyên mẫu là như thế này. Nó sẽ có hai cái bánh chạy như thế này. Nó chỉ chạy dưới ruộng nha. Chạy trên cạn nó chạy không có được. Vừa nãy mình với mẹ mình phải khiêng nhọc gần chết đi ra dưới ruộng. Nó sẽ có những cái ống để đựng lúa giống 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chỗ dồn vào đây. Chỗ dồn vào đây là nó chạy theo bánh xe và nó sẽ xả lúa ra ruộng.
Ví dụ nhà mình là bên cạnh là người ta xạ rồi này. Một cái đường đi của nó 6 ống là sẽ như thế này. À, đúng, họ sẽ bắt theo hàng thế này. Tùy theo cái người mà cầm tay lái định chạy thẳng chạy cong queo ạ. Mô mình ở xa kìa, mô mình đang là xách cái ống. Mình kéo được một vòng rồi đó. Đây, hạt giống này cả nhà. Nước đây này cả nhà ơi, quay cho cả nhà xem. Thông ra đây là cái cống này. Rồi họ làm hiện đại ghê nhỉ. Rồi, sau một hồi là bố mình đã kéo xong cái ruộng gọi là 363 này này. Một sào 360m² nhân lên. Rồi mẹ mình sẽ vãi, còn nhiêu là vãi để giống như sau này mình dặm lúa ấy, mình có lúa mình dặm này, nó dư ấy. Ngày xưa, cái thời ngày xưa ở nhà 363 ruộng này phải cấy hết cả ngày còn chưa xong rồi nhỉ. Bây giờ làm, bây giờ người ta nông nghiệp phát triển ấy, mọi thứ nó nhanh mà nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Mẹ Nick này nó ra tận ruộng nó kiếm mình luôn. Hồi nãy kêu nó đừng có xuống ruộng nghe, người ta bánh chết đấy. Giờ nó đang đứng kìa, đang thập thò kìa. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.